tôi muốn trở thành huấn luyện viên đầu tiên giành danh hiệu với ba câu lạc bộ của Anh. Phát ngôn này của Jose Mourinho cùng sự xuất hiện của ông bên cạnh giám đốc điều hành câu lạc bộ Arsenal Raul Salehi để dự khán trận đấu gặp Vitória ở Europa League khiến các cổ động viên pháo thủ tin rằng người đặc biệt sắp sửa thế chỗ Unai Emery. Chưa dừng lại, Mourinho còn đưa ra những gợi ý cho Arsenal cải thiện lối chơi khi tin rằng Nicolas Pepe sẽ nguy hiểm hơn nếu được di chuyển nhiều vào trung lộ. Có lẽ những nhận định này đến sau khi huấn luyện viên người Bồ Đào Nha chứng kiến màn tỏa sáng của cầu thủ người bờ biển Nga tại Europa League. Báo chí Anh thậm chí còn dựng lên hẳn một đội hình dự kiến khi Mourinho đến dẫn dắt Arsenal với những cầu thủ mà người đặc biệt từng rất muốn chiêu mộ như Andy Gurrell, Declan Rice và Bruno Fernandes. Cựu huyền thoại của Arsenal Emmanuel Petit mới đây đã chia sẻ: "Tôi buồn không phải vì Arsenal đang chật vật tìm cách trở lại Champions League mà bởi vì tôi không còn thấy DNA của đội bóng nữa." Có lẽ khi DNA của Arsenal thời Wenger không còn được duy trì, bà lãnh đạo Arsenal sẽ thực sự cần thay máu, một dòng máu đặc biệt.